Tiền Giang là một tỉnh miền Nam gây dấu ấn trong lòng những người yêu thích du lịch. Không chỉ bởi những miệt vườn trái cây trĩu quả, mà còn nhờ những địa điểm mang đậm dấu ấn tâm linh của người dân Nam Bộ. Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác trong lòng người dân Tiền Giang cũng có một vị trí đặc biệt như vậy. Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác tọa lạc tại ấp 1 xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đây là một ngôi chùa được xây dựng theo mô hình truyền thống của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, trực thuộc danh bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp giấy phép xây dựng khởi công vào ngày 28 tháng 4 năm 2012. Theo mô hình truyền thống của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, ngôi chùa này được coi là đặc biệt không chỉ bởi thiết kế gần giống Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt, mà còn là nó được tạo bởi công sức của các vị Phật tử trong chùa. Thiền viện có tổng diện tích là 50 hectare, bao gồm 30 hectare ban đầu, và được người dân là Phật tử hiến tặng thêm 20 hectare với kiến trúc 4 thánh tích Phật giáo. Bên cạnh việc hiến đất, các Phật tử đã hiến cúng nhiều cây đại thụ để tạo cảnh quan và nhiều lượng khối đá tảng được xà lan dẫn chuyển từ núi Thị Giải nhằm phục vụ cho việc xây dựng các hòn non bộ và trang trí. Pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được tạc bằng đá ngọc thiếp vàng cao 4,5m, nặng trên 30 tấn do các nghệ nhân Myanmar chế tác, cũng là hiện thân của tấm lòng thơm thảo của các Phật tử dành tặng cho thiền viện. Thiền viện có hai khu vực biệt lập là nội viện và ngoại viện. Trong đó khu vực ngoại viện bao gồm nhiều hạng mục: chánh điện, tổ đường, thiền đường, giảng đường, nhà tăng ngoại viện, trai đường, thư viện, nhà trưng bày lầu chuông, lầu trống, nhà khách cư sĩ nam, nhà khách sư sĩ nữ, với tổng diện tích là 47.000 m². Khu nội viện có tổng diện tích là 16.000 m², bao gồm 4 tăng đường, 1 thiền đường và 10 thất chuyên tu. 4 thách tích tứ động tâm có tỷ lệ 6/10 so với nguyên mẫu, gồm có Lâm Tỳ Ni, nơi Phật đản sanh, Bồ Đề Đậu Tràng, nơi Phật hành đạo, Dường Lộc Uyển, nơi Phật chuyển pháp luân, Câu Thi Na, nơi Phật nhập diệt, Pháp Đại Giác, và nhiệt có tỷ lệ cao 31m. Ngay trung tâm thiền viện sẽ đắp một hòn giả sơn cao 25m, làm thế tựa lưng cho tổ đường chánh điện. Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác ra đời bên cạnh việc trở thành trung tâm tu học, còn tạo điểm nhấn tham quan nhằm thu hút khách tham quan, góp phần làm thay đổi diện mạo một xã nghèo của huyện Tân Phước. Ghé thăm thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác không chỉ để thưởng ngoạn kiến trúc đẹp đẽ của ngôi chùa, ta còn cảm nhận được tấm lòng thành kính hướng đến Phật tổ của người dân miền Tây chân chất thật thà. Xin chào quý vị và các bạn thân mến, thì Ngô Lê hôm nay đi tham quan thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác tỉnh Tiền Giang các bạn ơi. Nếu như ở Tây Ninh những ngôi chùa thì nằm ở trên lưng chừng núi, thì ở Tiền Giang thì ngôi thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác tỉnh Tiền Giang thì lại nằm giữa một cái vùng đồng bằng rất là bình yên, xung quanh là những cái ruộng mà khoai mỡ và những cái mẫu tràm của người ta. Ở đây xem như là một thiền viện lớn nhất ở miền Tây Nam Bộ này, theo cái trường phái thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Bây giờ chúng ta vào đây để mà vãn cảnh cái ngôi thiền viện này và thăm coi ở đây cái người dân đã đến thiền viện này như thế nào nha. Trước cổng ngôi thiền viện thì có 4 cục đá tà chạm rất là lớn nha các bạn. Đây là 4 cục đá chạm mà ghi những cái câu đối hai bên á. Thì đây là phía sau, đây là cái cổng chính nè. Cổng chính của ngôi thiền viện nè, xung quanh ngôi thiền viện này là cây cối bóng mát rất là nhiều. Cổng chính thiền viện Trúc Lâm thì có hai cái cổng phụ hai bên. Một bên là Nhị Môn và một bên là Phương Tiện Môn. Đó, bây giờ chúng ta đi vào cái sảnh đường của thiền viện Trúc Lâm.
Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác hiện ra rất là nguy nghi. Đây là một ngôi thiền viện mà được rất nhiều người đến đây để tu tập và tham thiền đó. Hai bên có những cái cây bonsai ôm cái bình cổ nó rất là đẹp luôn nghe các bạn, và có những tảng đá, đây là những tảng đá là rất to luôn. Đây là ngoài ra có những cái bóng cây cổ thụ, nó bóng cây cổ thụ nè, được trồng để tạo cảnh quan của cái ngôi thiền viện rất là đẹp. Các bạn thấy không, đây là cái cây một cái cây cọ, cây kiển mà nó ôm cái lục bình này. Hai bên thiền viện thì có hai cái lầu, một là lầu chuông, bên đây là lầu chuông. Chúng ta đến lầu chuông. Lầu chuông được thiết kế với mái dòm uốn cong theo cái kiểu những cái chùa, những cái đình đó. Đây là cái lầu chuông khi để mà gióng lên làm lễ đó, rất là lớn. Đối diện phía bên kia thì ta có lầu trống. Bên đây là lầu trống nè mọi người. Lầu trống cũng rất là hoa văn, mẫu mã rất là cầu kỳ. Ở phía dưới giữa cái cổng đi vào thì có một cái tảng đá rất to, và tạc hai bên là hai hàng chữ. Để Ngô Lê đọc cho mọi người nghe nghe. Hoa Bát Nhã nở tung cõi lòng rỗng suốt. Quả Bồ Đề chính tới trí tánh tròn đầy. Một hai cái câu đối rất là ý nghĩa. Bây giờ chúng ta tiến thẳng lên chánh điện. Ở chánh điện thì có thờ tượng Thích Ca tạc bằng đá ngọc và khảm vàng do nghệ nhân của Myanmar đúc tạc. Bây giờ bước lên những cái bậc tam cấp để đi vào cái chánh điện nơi đây thờ Đức Phật Thích Ca. Rất là rộng lớn nha các bạn, ở đây là cái chánh điện nữa. Đây là tượng Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát. Và đây là Phổ Hiền Bồ Tát. Ngoài chánh điện thì chúng ta còn phía sau là hậu đường. Đây là hậu đường. Hậu đường này có bức tượng Phật Thích Ca đang thuyết pháp cho các đệ tử của mình. Đây là sự tích. Bên đây có cái hình ảnh là Phật Thích Ca đang
đang độ cho cái một cái ông mà ở đi rừng á, làm cái việc mà đốn củi ở trong rừng á, độ cái người đó. Bây giờ chúng ta đi vào cái tổ đường này. Đây là cái tổ đường. Tổ đường này không gian rất là rộng lớn, thờ cái tượng của Đạt Ma Sư Tổ. Người ngồi rất là điềm tĩnh. Có ba vị Bồ Tát ngồi ở phía trước người. Lúc nào ở đây thì cũng là nguy nghi. Các bạn thấy cái tổ đường này, cái thuyền đường này rất là lớn, rất là rộng lớn luôn các bạn. Thì để tiếp tục làm những cái video về đề tài mà tâm linh thì Ngô Lê bắt đầu đi tìm hiểu và khám phá những cái nơi mà thờ cúng tâm linh của người dân. Người dân Việt Nam mình có cái lòng tín ngưỡng rất là cao đối với những cái đạo phái về tâm linh. Thì hôm nay thuyền diễn Trúc Lâm chính là nơi mà Ngô Lê đến để mà chia sẻ cho các bạn xem những cái kiến thức tâm linh mà ở đây người ta đã làm ra. Rời chánh điện thì chúng ta đi về phía sau hậu viên nha các bạn. Ở đây có nhà khách cư sĩ nam và nhà khách cư sĩ nữ, và các nhiều thất chuyên tu. Ở đây có những cái hàng cây cổ thụ mà bonsai rất là đẹp. Các bạn thân mến, thì chúng ta đi tới cái chỗ là thờ Lục Tổ Huệ Năng nha các bạn. Đây là nơi thờ Lục Tổ Huệ Năng. Phía sau của cái sảnh chánh đường điện á, thì đây là cái nơi để mà thờ Đức Lục Tổ Huệ Năng. Và bên đây là điện Phật Hoàng. Điện Phật Hoàng thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì ngồi giữa mà được tạc, và bức tượng được làm bằng toàn bộ bằng gỗ rất là quý, ngồi trên một cái tấm bộ sạp rất là vững chắc luôn. Chúng ta nhìn lại một lần nữa hình ảnh mà nơi thờ của Đức Nhật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì ông là người mà vua nhưng mà đã sớm đắc đạo, và một trong những cái bài kệ mà rất nổi tiếng của ông đó là bài kệ Cư Trần Lạc Đạo. Ở nơi đây có ghi lại những cái bài kệ này: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hữu bảo hu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa là ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn học ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hội thuyền. Các bạn hãy xem lại một lần nữa nơi thờ tự của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
Ngoài ra thì khuôn viên của thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác tỉnh Tiền Giang rất là rộng lớn. Nơi đây có rất nhiều khách thập phương đến để tham quan và vãn cảnh nơi đây. Hiện tại thì ngôi thiền viện này đang có sự tu bổ nên không có ra để mà thăm cái thánh tích Tứ Động Tâm được. Thì video sau thì Ngôi Lê sẽ làm cho các bạn xem như thánh tích Tứ Động Tâm. Các bạn thân mến, thì video của Ngôi Lê đến đây kết thúc. Hẹn gặp các bạn ở những video clip sau nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.